Chào các bạn, mình đi hái chanh nè, hái chanh để mình ăn tôm. Nhà có cây chanh có một mớ trái thôi, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để ăn mấy con tôm sống. Hai trái. Có một tay, một tay nó cầm cái máy rồi, khó hái quá. Thì tôm thì bắt hồi sáng á, mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Giờ trưa rồi, cơm nước đều xong hết rồi, giờ lai rai với lại món tôm này thôi. Ăn tôm sống, tái chanh với bồ tạc. Các bạn có, chắc là nhiều bạn đã từng ăn món này rồi, nhưng mà có nhiều bạn chắc cũng chưa ăn. Tại vì món tôm sống này không phải là ai cũng dám ăn. Nói chung là mấy món mà ăn sống này nè, có người ăn được có người không. Là bồ tạc nữa, bồ tạc ăn, nếu ăn được á thì nó rất là ngon, còn ăn không được thì nó sặc, chịu không nổi. Như đây chanh là do là tái mấy con tôm được rồi. Như cái cây đó anh Mẫn, dở cây lên luôn. Không biết nó có bị chết không nữa, hồi sáng bắt xong là đem lên gọng liền á. Tay tôm càng à, mấy con này mà ăn sống mới thấy hấp dẫn nè các bạn. hồi đó giờ là ăn, người ta ăn tôm là chỉ tôm nhỏ thôi. Ừ, ăn bơi lớn vậy nè, tái không chín được luôn, nặng chanh cỡ nào cũng như không. Bữa này chứ không lẽ mình lấy nước sôi nữa thì nó kỳ quá. Rửa cho nó sạch bụng lại thôi. Đó giờ người ta ăn tôm sống là người ta ăn con nhỏ nhỏ à, cỡ này đổ lại à. Nay mình chơi con cỡ nè, tôm nhất nè. Con này là tôm nhất nè. Cái càng của nó hơi là bự hơn tôm người ta rồi. Thôi lát lộn cái càng ra ăn sống. Rồi được rồi nó ra. Giờ nó gáo gáo đi. Hấp dẫn ha. Rồi vô chuẩn bị nhậu thôi. Món này là đơn giản nhất, là không có chế biến gì hết luôn. Để cho nó dễ dãi mà, cho mua me nè, mua tôm sống bự, tôm sống. Đó, mấy tôm mình rửa sạch rồi đó, để cho nó gáo, giờ là lên trên mâm. Nay là có ba với Dượng Năm nè, với anh Mẫn nè, với tôi nè. Đây, ăn tôm sống nha các bạn. Bạn video này nè, là tôm vẫn còn sống, mình ăn thịt tôm sống, cho nên là các bạn nào mà thấy mà nhạy cảm á, thì không nên xem nha, mình nói trước. Đó, tôm vẫn còn hoạt động, mình ăn về là nó mới tươi sống, cho nên là ai mà không thích á thì vui lòng bấm qua đi, để không ảnh hưởng tới các bạn. Nặng một tạc ra anh Mẫn ơi. Sát chanh lên đi. Đây, bắt đầu mình nặng một tạc đây. Cái bồ tạc này là ăn không quen là nồng dữ lắm.
này mù tạt này chỉ cần dắt chanh vô thôi chứ không có cần làm gì hết á. Chúng ta không cần ớt vì nó nồng nó cay vậy lắm, không chúng ta không cần ớt. Nó thấy nó nồng thẳng luôn. Đó. Chanh này thơm ghê luôn hả anh? Ừ. Chanh này nước chứ nước. Chanh này chanh gì không ơi? Chanh này chanh giấy mà. Giấy đó. Chanh truyền thống như mình chứ. À. Chanh này không biết về nhiêu ký không? Nếu chanh bự như vậy là gỡ 20.000 ký. Còn chanh lớn lớn là 10. Để thử miếng cho thử miếng mù tạt á. Sao sao? Chanh cũng được, cũng được, không không đến nỗi nồng lắm. Người ta là quay nhớ nó nhìn. Ít không ta? Hả? Ít nặng thêm. Rồi. Rồi giờ Dương Năm là mình tiếp tục được tới cái màn khai quả làm tôm phải không? Dạ. Rồi. Quay điểm khác nha. Bây giờ nè, bây giờ mấy anh em bà con thấy con tôm con tôi dở lên nè, đó trời ơi nó kẹp nè, đó đi giải nè, nó thấy ghê không? Đó, bắt đầu nè, tôi mới để xuống. Thôi giờ nếu mình để về mình làm sống nó kẹp chứ lắm, thôi mình lãi càng bỏ đi, nó lãi càng bỏ gỡ qua đây. Đó, vậy thôi có gì đâu. Đó nó búng nè, trời nó giải nè. Rồi bây giờ thấy nè, tôi vuốt râu nó xuống nè. Thấy giờ đập râu ở đây. Nè bắt đầu tôi mới lộ qua nè, đó lộ cái đầu qua đó, thấy không ngon lành luôn đó. Gỡ qua đây đó, tôi gỡ xíu nè. Cái dao đâu bây giờ? Cái đầu này á nó hơi gạch nhiều, mình không có dùng được. Thôi giờ mình chắn cái đầu bỏ đi, lấy cái mình lấy thịt không đó, thấy không? Đó đó, thấy qua nè, đó ngon lành luôn. Nè gỡ cái này qua đây một lát rồi mình giải quyết sao. Nè bây giờ nè mấy anh thấy là tôi lột ra nè, đó thấy không? Đây quá ngon đó, thấy không? Đó thấy không, tôi lột mà con tôm còn giải, mấy bạn thấy không? Đó lột tôi còn giải luôn mà. Đó tôm này, tôm ở dưới mương tự nhiên á, mấy tụi tôi là bắt tự nhiên lên nè. Đây giờ tôi để xuống ngang bắt đầu đây, bây giờ tôi sát đây đó. Giờ nè, dao bô nè, mình lạng cho thiệt mỏng, đó rất là ngon đó. Mình lạng thiệt mỏng như đây, tôm này nè là 100% là rất ngon. Mấy bạn dùng thử một lần bạn nhớ đời luôn á. Giống ở như ở bên Nhật người ta ăn sushi, mấy bạn thấy không? Ăn sushi mà con cá mà ta ăn được, mà tại sao con tôm ở Việt Nam mình ăn không được? Cái con Việt Nam mình nó rất ngon mà nó sạch nữa, tôm tự nhiên mà. Đó nè, đó thấy không? Tôi sẽ lạng ra mấy bạn thấy là đó, thịt nó trong mà thịt nó còn rung rung nữa nghe, nó còn, thịt nó còn giật giật nữa đó. Là bây giờ là đó, bây giờ là xong rồi đó. Bây giờ mấy bạn gì để vậy thôi, bây giờ mấy bạn chỉ là chén này, rồi lấy chén ra, rồi mấy bạn lấy đũa ra, mấy bạn là để đây, mấy bạn là để chén ở đây, rồi ở trên điều đi là mình sẽ gấp một miếng tôm, mình chấm một tạng, mình kẹp một xíu xíu rau, mấy bạn ăn thử rồi ngon cực kỳ luôn. Trên đời không có gì qua bằng tôm là chấm bồ tạc, rất ngon. Đầu bếp bữa nay là đầu bếp Dựng Năm mà. Bây giờ là để tôi thử, đầu tiên tôi thử cho mấy bạn thấy một cái nha. Đây, đây nè, đó, nó trong vắt nha, tôm, cái miếng tôm vừa giật giật nè, nó giấm một bạc cái xíu. Gửi vô chén, đó, đưa tôi một miếng rau coi. Vô, thấy bạn, mấy bạn thấy không, đó, rau găm, rau húng lũi là rau ngộm mà nó ăn rất ngon rồi đó, vậy thôi. Rượu đâu? Dạ đây. Để tôi ăn xong mới uống được đó. Giờ mấy bạn thấy nè, tôi ăn vô mình. Ngon, cái vị nó ngọt. Nó ngọt mà nó nồng. Không có tể thả được mấy bạn ơi, thôi. Khi nào mấy bạn mà về miền Tây nghe, mấy bạn ăn tôm càng xanh mà thái ra mà chấm bột tạc rồi ăn với rau sống một cái rồi, không có gì qua nổi.
ngon cực kỳ đó. Giờ tới con 10 nè, tới tôi. Bây giờ mấy bạn thấy nè, tôi vừa ăn xong là tôi sẽ uống một ly rượu đế. Rượu đế là biết rượu đế gì không? Rượu này rượu Xuân Thạnh của miền Tây Nam Bộ mình. Xuân Thạnh ở Trà Vinh. Mấy bạn uống một ly Xuân Thạnh rồi là không có còn gì bằng nữa. Nè, tôi uống nè. Quá ngon. Được cái gì bằng. Để rau vô rồi. Hôm nay là đầu bếp dựng năm là đã làm mấy xị rồi đó nha, chứ không phải là còn mới đâu nha. Rượu mới coi. Ngon quá. Thịt tôm ngọt. Cộng với cái mà tạt đến nồng nồng nữa. Làm chưa cảm thấy món ăn nó ngon mà không bị tanh ha. Dạ. Không tanh. Ăn lên bạn. Thử coi. Ăn rất là dặn miệng. Không có vấn đề hết. Đây tôi sẽ gấp cho cháu tôi một miếng, tôi chấm bồ tạc nè, đó quá cho dính dính nè mới được nha. Đó đưa vô một cái đó, cho vài cọng rau vô đây đó, rồi bà con thấy đi. Cái này mà mấy bạn mà ăn vô một cái, các bạn uống một ly rượu nếp còn gì bằng. Nè các bạn thấy không, tôm tôm sống nhăn nè đó. Mùi nồng quá nồng. Khá cái mấy bạn thấy không, con tôm nó đang giải nè, đổ nó giải nữa nè. Bồ tạc xịn, thấy gì mà ngon mẫn quạt á. Nồng thiệt. Ngon quá mọi người. Nãy giờ ai cũng ăn rồi. Chưa đủ đồ ra. Nãy giờ không nên, hồi nãy giờ ai cũng ăn rồi, bây giờ tới mình. Bù tạc chưa đủ đồ, đủ quậy chứ. Thêm nữa hay nào? Không á, nó lợn mới được, cái này nó đóng con. Còn thấy là nó phê rồi đó. Bây giờ mày quay lại tao bắt con nữa, tao cắt con. Bây giờ còn không có phái rau rồi. Mình vô mình không ăn rau luôn. Còn nói thì tao sẽ làm con thứ hai. À, giờ là đầu bếp dựng năm là làm nè, tiếp theo nè các bạn. Mấy bạn con nghe, giờ tôi nè, nó ngon nghe thấy rõ ràng không? Kẹp đó, nó kẹp cái thịt của bạn đó nè, đó tôi gỡ xuống nè, tôi lấy cạn đi để nó ngon nghe, khó chịu quá. Gỡ qua một cái nữa, đó tôi lạng qua tôi bỏ đây cái nữa. Biết nguyên cục ngon quá rồi. Bây giờ tất cả các bạn thấy các bạn. Con tôm này nó sống nhăn mà nó ngon nghe nè. Bây giờ nãy tôi gỡ ra nó hơi ấy rồi, tôi lấy cái mình thôi đó, cắt ra đó. Đầu tôm này hồi nướng ha. Rồi cái này lát sẽ tôi nướng thôi sao, bây giờ đầu hơi có gạch nữa bạn, với gạch cái gạch hơi ăn sống có ăn nè. Bây giờ tôi sẽ lột ra đó. Đó tôi lột ra bạn thấy không? Tại mày xịn thiệt không? Ừ. Để bạn thấy nè, mày quay đi coi nè. Các bạn thấy là tôi lột cái thịt nó giật mà thấy bạn thấy rất đẹp đó. Ôi thịt nó giật đó, thấy không, thịt trong vô chanh nó lên độ á đó nè. Nè mấy bạn thấy không, tôi lột cái con tôm nó còn giật nó còn quéo vô, tại tôi nó đổ nó quéo vô nó gung gung nè, thấy không. Và ăn cái này là không có gì qua nổi cái này hết, nó cực kỳ ngon. Bạn nghe đầu bếp Việt Nam nói chuyện vui không? Đó, nè, bây giờ nè, tôi sẽ lạng lại giống như cái đợt đầu ha, đó, nè, để xuống. Tôi lạng hơi mỏng mỏng nha. Cái này mình lạng bự hơn đi. Lạng bự hơn đi, nè. Vậy hơn đi. Nè, ăn miếng nhỏ. Bạn thấy không, bạn ngồi kỹ nè, đó, tôi lạng hơi mỏng mỏng vậy đó. Cái mình chấm bồ tạc mình ăn là nó rất ngọt mà nó ngon dữ lắm. Không có gì quá nổi. Nói là làm láo cái, làm đó. Trước nè. Nè. Đó. Chấm một miếng thiệt là nhiều nè. Bồ tạc này nó có chanh đó. Mình để một thịt vô là con thịt tôm nó tái lại liền. Cái này mà nè. Cái này mới là đúng bồ tạc nè. Ừ. Đó các bạn thấy đi đó. Cực kỳ rất ngon, cực kỳ ngon luôn. Ồ, đồ của anh này mạnh quá. Không cần phải khà luôn. Ồ. Đồ của anh này mạnh quá. Ồ, vuốt tóc rồi, mạnh quá. Mồ hôi nhễ nhại rồi các bạn ơi. Rồi. Phê chứ mà không phê đâu. Mọi bé mà ăn không uống là hết là vậy lắm. Ý thiếu biết trưởng thiếu một ly biết trưởng. Các bạn xem clip này cho nó vui nha. Giờ bây giờ nè, để thử nấu ăn một cái cho mấy bạn thấy, mà mấy bạn không thèm mà bạn được cái nè. Bây giờ trước khi tôi sẽ gấp miếng tôm, mình gấp đừng có bự không, mình gấp vừa ăn thôi đó.
mình chấm bột tạt, mình để lăn qua lăn lại cho nó thấm một xíu đó, bắt đầu mình để vô chén đó, thấy không mấy bạn, thấy không bạn, để tôi miếng rau coi đó. Rồi các bạn đưa cho tôi miếng rau, quay vô nè, tao uống rồi tao ăn hai ăn bạn tốt lắm ăn được miếng rau ha. Giờ tôi sẽ ăn cái miếng tôm này, ăn thử nó sao nè. Mở cực kỳ ngon, ở trên đời này chưa có ăn cái miếng ngồi nào nó ngon như miếng ngồi này. Nó ngọt mà nó ngon mà có bột tạt chưa mấy bạn ơi, nó cay cay nồng nồng cái trời nó tê cái đầu lưỡi luôn. Sáng nhậu đám giỗ thì nào đám giỗ hả? Rồi rồi về xong rồi tôi sẽ uống một cái ly rượu nếp ở miền Tây, ta nói rượu nếp không à, thiếu các bạn rồi. Thấy là một cực kỳ ngon luôn trời. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức với mấy dượng cháu cha con tôi nha. Quá nè, tôm này là sống bắt hồi sáng đó bạn thấy rồi đó. Giờ là đây là ăn sống luôn nè. Quá ngon. Đưa mồi nè, ba tươi mình uống rượu rồi giờ mới đầu đưa cho mồi vô tôm sống. Đồ của cậu này mạnh quá. Quá lên mũi. Ăn bồ tạc là phải cách nào cũng phải lên, phải nồng lên cái mới được. Quá. Đây chưa tới đâu, mặt của cậu Mười đây. Cứ để cho nồng lên. Cậu Mười hít hà kìa. Đưa lên nó mũi cái. Đừng quá. Vậy mà chưa đủ, dưỡng năm dưỡng để thêm. Nó chưa tới đâu nè. Các bạn xem video này á. Nghe nhừ ra mới được. Vậy cho nó nhừ ra cho nó giống như là đang xem livestream vậy đó nha. Mà bạn nên nhớ nha, cái bồ tạc á mình nặng vô nó hơi có con, nhưng mình quậy sao cho nó lên nó đều hết á là ăn nó mới ngon. Còn mà con quậy mà chưa có đúng đô là nó còn hơi lận cợn, chấm chưa dính chưa ngon, quậy cho nó đều á chưa có gì qua nổi. Quá ngon, vẫn còn giật giật con. Nè, để giờ em kiếm một con nhỏ nhỏ, hồi nãy em thấy mấy con nhỏ nhỏ dưới đây nè. Nè. Con nhỏ nhỏ lột chấm nguyên con nè. Mở qua cho em mà. Lột đây. Con á, lột chấm nguyên con. Mày là mày chấm nguyên con luôn nha. Dạ. Yeah. Mày lột. Mày đừng mở. Đây. Lột lấy cái đuôi này nè, bạn thấy lột rồi. Đuôi. Chờ nguyên con đi, mẹ cái đầu đó lại. Đây, tôm này là tôm cũng ngang ngang với tôm nhà hàng đây các bạn. Nè, tôm nhỏ bự ra tôm nhỏ ăn với con. Tôm này là không có nuôi hết á. Tôm này tôm tự nhiên. Cái đầu nó còn một cái vòng nữa, con gỡ cái đầu xác đầu nó còn cái vòng cứng á. Cái đầu. Còn cái vòng thấy không? Đó cái vòng rồi. Rồi, gỡ hết mấy cái chân rồi ra luôn nha, sạch sẽ nha. Chứ để thôi ăn nó dơ trong. Gỡ cái chỉ lưng ra luôn nè. Đó. Mấy cái chỉ trên lưng nó ra. Nè, chấm bồ tạc. Đấy, chấm cho điều chí ơi, chấm cho điều nghe, đô mạnh mà. Ăn vô đi, ăn vô ta đút ra cho. Đô mạnh là phải chấm cho nhiều. Đó, bây giờ bạn coi nè. Đây nè, các bạn coi nè. Đây nè. Cao thủ ăn bồ tạc nè. Nhậu ăn vậy đó mới đúng đường đó. Không khà luôn. Phải khà thôi. Cái mình đem mới rau mình cắn vô luôn. Đổ. Ăn rau luôn. Thật là đã. Mấy bạn nào quá phê bạn ơi. Ăn đó. Bạn thấy thích không? Bữa nào về nhà tôi đi. Đi quần tôm rồi lên ăn kiểu này nha. Còn mồi nhiều quá nè. Bạn nào chưa thích là ghi về đây ăn thử một chuyến cho biết. Ngon quá các bạn ơi. Tôm ngọt. Nhậu mồi này là hết sảy. Mồi này uống rượu đế mới ngon. Uống bia tự nhiên ăn cái này cái uống bia vô lạnh lạnh kỳ kỳ ha. Kỳ lắm. Bữa này uống rượu đế mới đúng. Đế nóng nóng nó thêm miếng nữa nè, quá ngon rồi, không kiềm chế được luôn. Ăn suốt luôn. Nghe mà nghe tiếng nhai không? Trời ơi nó ăn mà nó nhai kìa. Gót các bạn ơi. Mấy bạn coi clip này mấy bạn mà không thèm tôi thua mấy bạn đó. Quá ngon. Tôi dân miền Tây tôi ăn thường đây mà tôi còn ghiền nó mà mấy bạn lâu lâu mấy bạn chưa ăn mấy bạn về đây thôi.
không có gì qua thứ này, nó ngon đặc biệt luôn. Xỉnh xỉnh vô làm món này được không? Như nào tỉnh lại không? Tỉnh lại không? Tỉnh liền. Mấy bạn mà nhậu liền cái này tỉnh liền. Mấy bạn ăn cái này mấy bạn tỉnh liền. Đâu có cái quý gì hả Năm? Cây nhà lá vườn á, bắt với Dũng ha, mình đem lên mình ăn luôn. Mày xuống á, về xuống là cái Dũng này bữa nay quần, cái Dũng này quần lên bắt tôm càng lên gì không nè, nãy hồi sáng rồi đi tôi không quần phụ, phải tôi là bắt nhiều đó, bắt được mấy con phải không? Sáng tôi là bắt nhiều lắm á. Còn mấy con bự nhóc chứ. Làm biết tranh thủ làm biết sợ nước nó vô mà vẫn đẹp. Còn trong nhà... mấy bạn thấy không, nó ngon ngoe lùm chân đó. Để ngâm vô đây luôn nha. Nè. Đây à, ngâm luôn hả? Ngâm vô luôn. Nó tái rồi. Cái này là không có cần chín nha các bạn. Tôm này là không phải là tôm nuôi, không phải là tôm ngâm đá đâu. Tôm này là tôm sống, còn sống nhăn luôn, hồi nãy các bạn thấy không? Lúc mà lột đó, còn sống nhăn đó. Nó tái lại không? Nó chành nó tái lại hả? Con có biết đâu, nó tái rồi nè, đó, nó đỏ đỏ rồi đó. Tôm mà có chanh là để vô là ăn nhiều quá, nó hao lắm. Mấy bạn thấy không, ta ăn từ tiết mồi á, nếu mà ăn nhiều quá nào mồi là bị dân ta nhậu dữ lắm, nhậu ít mà nó cũng cay nữa. Ừ, ít chứ nhiều quá. Mà nếu mà bạn mà ăn no là mấy bạn đâu chịu nổi. Nó mũi nó khóc rồi nó mũi chịu không nổi. Phải là ăn từ từ rồi cái mình ngồi ăn xong rồi cái mình nghiệm nghiệm coi nó tình hình nó sao. Mời Dương Nam. Rồi ba. Được không? Rồi. Cái này vẫn quay, vẫn quay. Dạ. Nè. Này quả wifi mạnh mạnh xíu. À, quá ngon. Quả wifi mạnh mạnh xíu rồi. Làm miếng nước đi. Mà wifi đây là quả livestream cũng nổi đâu. Cái tôm này nó ngọt một cái là còn hơn là đường hoàng nữa mấy bạn ơi. Trời ơi, đó một bạn ngọt ra cay một cái ngon nè, để tôi ăn cái tôi cho miếng gà. Ngon một cái. Quá thèm các bạn ơi. Chưa cái gì qua nổi. Quá ngon. Rồi còn như đây nữa là xỉn chắc luôn. Trời ơi, từ giờ mình ăn có mấy con ta, rồi giờ còn một gỗ nè, giờ ăn gì nổi. Nãy giờ chưa hết hai con chứ Năm ơi. Trời ơi, phải ước gì mà có mấy bạn thành phố mà xuống đây ăn phụ mình ta. Quá trời luôn rồi. Dương Nam rất là vui tính. Nói chuyện vui lắm. Mấy bạn mà có gì về đây đi. Tôi với bạn Chí này xuống tôm mấy bạn ăn xong rồi tôi cho mấy bạn là quẩy về thành phố luôn. Mỗi một bạn tôi cho một thùng mốt nhỏ nhỏ rong đá vô cho bạn về thành phố ăn chơi đó. Mỗi một bạn một. Mỗi bạn được con thôi nha. Hôm qua bạn xuống nằm cho bạn xuống Dũng quần luôn, trực tiếp luôn. Nếu mà mấy bạn không đã. Sợ không cho bùng cho nước thì sình nè cho mấy bạn xuống bắt tôm. Mà mấy con tôm mấy bạn xuống mà người ta dân ở miền Tây ta bắt gần lắm, ta gặp tôi chọc cái dính mấy bạn bắt. 10 lần chưa được con. Thấy nó nổi gầu vậy là gờ nó búng liền. Bắt được đó. Giờ này mình khó bắt lắm. Còn nhảy đi ha. Giờ mới bắt được hả? Vừa đưa cái gỗ đồ đó nó giặt ra ngoài đó. Nó có thực. Ghê chưa? Rồi mày lột, mày lột. Nửa buổi nhậu mà vẫn còn sống. Mày lột mày buổi kia cho dân mấy bạn thành phố thấy ra rồi. Thấy nét không được vậy. Đó. Nè, con nhỏ này ta cho chơi con này rồi. Nè. Mày gọi nghe kỹ nè, mấy bạn thấy không? Cái con tôm này nè, mấy bạn thấy nó giật chưa không búng không? Nè, cái con nghe nè, thấy không? Tôi thử mấy bạn nè. Rồi bây giờ mình ăn cái tôm này đó là mình phải bỏ đầu lại, cái đầu có gạch. Cái gạch nó nhiều, ăn nó hơi bị ngậy. Thôi giờ mình bỏ đầu lại mình lấy cái mình thôi. Còn cái đầu lát mình nướng mình ăn sao nè, giờ nè mấy bạn thấy tôi lột cái nè. Đỏ ha, tôm nhỏ nha. Lột cái mình ra luôn. Lật đỏ nó giải thấy không? Giải trời ơi nó giải nè. Tôi lột ra nó nữa. Các bạn thấy không? Đó. Tôi lột ra. Nè, tôi lột ra thấy không? Đó. Vì tôi bấm cái đuôi nha, bấm đuôi bỏ đuôi nè, tôi lột tách ra. Bây giờ bạn phải gỡ cái bơi nha, nó có cái bơi này nè, lột xong rồi mấy bạn có cái bơi này đó, gỡ bơi bỏ. Nè, gỡ sạch cái bơi bỏ. Đó, thấy không? Còn bây giờ còn của mình không nha. Giờ mấy bạn thấy tôi ăn một cái mà không thèm thua liền nè. Nè, bây giờ có cái chỉ nè, tôi gỡ chỉ ra nè, thấy không? Chỉ đang nè, nọ, bóc chỉ ra nè, thấy không? Mấy bạn thấy rõ ràng không? Chỉ nè, gọi nè. Đó. Ok luôn ha. Đó, trông giác luôn. Đó. Bà thấy không? Trời ơi, nó trông giác luôn, con này con sạch luôn nè. Tự nhiên luôn nè.
bạn thấy nè, bây giờ tôi lạng đây nè, thấy không, tôi lạng lắm luôn nè, đó. Đồ mạnh đó các bạn. Đây, bây giờ nè, các bạn thấy nè, tôi ăn nè, cái cạn còn ngon nghe, cắn nó nè nè. Quá ngon. Trời đất mẹ ơi thôi. Nó ngọt một cái không có còn gì qua nổi, nội ơi thôi. Quá ngon. Vô gạo nha mày. Giờ ăn miếng gạo vô nè. Rồi, xong rồi ha. Giờ tôi phải uống nửa ly rượu đế vô cho mới được chứ còn nếu mà ăn coi mà không quế đâu chịu không có nói. Đúng rồi. Rồi mời các bạn nha. Cái câu chuyện này là nó kéo dài mấy tiếng đồng hồ đó chứ không phải là tới đây là hết đâu. Các bạn muốn xem hết luôn không? Tới xỉn luôn không? Quá trời ơi. Còn như tôm hay là kéo dài cả hơn tiếng đồng hồ nữa được. Nè giờ mấy bạn nha, à, tôi mới ăn có 2-3 con bây giờ còn cả đống là đó, giờ là thấy ghê không? Đó, đây nè. Còn nhảy sôi sói luôn á. Đó, thấy không? Cạn me nó quá, thấy không? Thấy lạnh hồn không? Đừng có để nước đá. Tôm mà để nước đá là không biết tôm chết tôm sống đâu. Tôm vậy nè, tôm chất lượng nè. Theo nhà hàng là phải để nước đá, còn mình ở quê mình khỏi để. Bạn nói ăn tôm sống là mới chất lượng. Mà tôm tự nhiên ở đây tôi bắt là tôm tự nhiên. Tôm mà mọi dũng quăng đục lên cái nổi đầu là bắt lên ăn liền. Con tôm này là ở ngoài sông nó vô rồi nó ở rồi nó lớn chứ không phải là tôm thả nuôi. Cho nên mình nướng hay là mình làm gì mình ăn được chứ. Chứ không phải là mình thả sống thả nuôi. Rất ngon, ăn sống cũng rất ngon. Thấy không? Mấy bạn thấy bắt từ sáng giờ mà lên đây để buổi trời nó vẫn còn sống. Chứ nếu mà tôm nuôi để xíu chết ngắt. Đó. Ngon nghe thấy không? Đó. Chất lượng không các bạn? Rồi các bạn nếu mà thích thì nhớ đăng ký kênh mình để xem thêm nha các bạn. Còn gỗ tôm này còn lâu lắm nhưng mà tới đây thôi được rồi. Đó. Nay có đầu bếp Vườn Năm rất là vui tính. Và anh Mẫn. Rồi tôi. Rồi chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Rồi tạm biệt các bạn. Tôm sống tới Bồ Tát đó nha các bạn.